Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Trường sẽ nói về snap hay gọi là bắt dính trong Maya. Ví dụ như mình muốn bắt dính một cái sphere này vào cái vertex nào đó nằm trên con rồng chẳng hạn, thì Trường sẽ check vào đây. Ở đây có snap to grid, snap to curve, snap to vertex. Cái này thì nó mới, nó nằm ở Maya 2015 trở đi hay sao á, thì nó sẽ snap vào cái vị trí nằm giữa giữa của mesh. Thường cái này áp dụng cho việc gắn xương, như bạn muốn đặt xương vào cái giữa cái khối của nhân vật, khối của cánh tay chẳng hạn. Còn này là snap to grid, thì giả sử mình muốn snap to vertex này thì mình sẽ nhấn V và mình sẽ lôi cái object này, sẽ nó sẽ tự động nhảy nhảy, nó bắt để bắt để nó sẽ có gắn để bắt những cái điểm mình muốn trên con rồng chẳng hạn. Thì bạn có thể, đó là cái phím tắt, nhấn V để snap to vertex, nhấn X để snap to grid. Rồi còn về cái snap to curve thì trên lý thuyết là cái phím tắt là C, nhưng mà khi bạn nhấn chuột trái và bạn di chuyển thì nó lại không có snap, thì chỉ có cách là bạn bật này lên là bạn di chuyển, bạn di chuyển thì nó sẽ dính vào cái curve cơ nào gần nhất. Rồi cái snap, còn cái cuối cùng là bạn muốn, khi bạn muốn bật cái nào lên thành cục hít đó, thì bạn nhấn vào mesh, nhấn bật nó lên thì cái nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Thì khi bạn di chuyển đó, thì cái model hay cái gì đó bạn muốn snap nó sẽ bắt dính lên cái model vừa biến thành 500. Rồi để bạn tắt thì bạn tắt nó đi thì nó sẽ không còn dính nữa. Thì cái phím tắt Trường muốn nói với các bạn đó là, không phải phím tắt nữa, đó là cái nút chuột giữa. Ví dụ như là mình muốn snap cái khối cầu này đi, nhưng mà nó nằm ở khuất mỗi khỏi màn hình. Bây giờ mình muốn nắp nó vô grid chẳng hạn, thì bạn nhấn X, bạn nhấn chuột giữa thay vì chuột trái. Bạn không cần phải lít thẳng lên cái khối cầu, bạn chỉ cần nhấn X, nhấn chuột giữa, bạn lít ngay đây thì nó sẽ snap vào đúng cái vị trí grid này. Dù mình muốn snap vào cái vertex nằm ở đây thì mình nhấn chữ V và nhấn chuột giữa thì nó sẽ nhảy qua đây. Dù như bạn muốn snap cái khối cầu vào cái cục cơ chẳng hạn, bạn nhấn C, bạn nhấn chuột giữa. Cái chuột giữa, cái snap to curve thì nó hơi hơi rắc rối. Trường có thử vài lần như C, có lúc bạn làm được, có lúc không. Thì cái snap to curve thì bạn tốt nhất là nên xài cái này thì nó tiện hơn. Bởi vì cái phím tắt thì nó hơi có vấn đề, Trường không rõ là do Maya hay là cách Trường nhấn nó sai. C, nhấn chuột giữa, chọn sphere, nhấn C, di chuyển nó thì thử 2-3 lần thì nó mới nhảy. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.